Video muốn trong bàn bỏ hai nét ở khía cho mỗi Oppo Reno 10 5G rồi hỏi vì miền đồng lại luôn bây rồi cao sắp làm buôn được lá tay miền chúng đấy lõ cho ra là mốm bộ phim đồng đấy cá từ lưới ca pra và chạm thứ ngay ban mà em khi nông video này nhóm đang bỏ hai nét ở khía cho mỗi Oppo Reno 10 Pro mình mà đúng vì miền đồng lại luôn thay chương bộ nó bỏ về tay của miền chúng đấy khăn chương phong đây Oppo Reno 10 Pro miền chúng đấy Pipo cứ glossy purple nâng silvery gray để khi nhóm cầm phong can này đại miền khi nông chưa cảnh chọn miền sạch ở đường cơ đông bẩn tích tay mình chọn snap điểm đây thì nâng miên tổng rộng camera mới tới xa tệ tiếng đôi Reno 10 5G đây chiều mối cầm ra làm pi cho 4mm nâng tổng ngốn trâm rối 30g cả năng bằng nô sợ đáng hay sợ đáng chiều mối tuốc luôn riêng tia cáo sửa chạp căn prao nâng nông đầy miên frame trong vinh chìa plastic đòi nâng phần này khẳng lỡ vì miên sensor IO blaster sử dạp bình chìa cửa lấy tấn lịch xem xếch tại vì mình miên mục nghe ca pia chủ nghiệp tắc tì Reno 10 Pro miên ảnh cọng cáo tổng hôn bà mối cho bà mối ính chia bà phên AMOLED cùng đất bằng hành phu chữ D Plus mà rồi mà phải hợp đăng sử tế bởi rồi cao sử buôn PPI miên cùng đất bà lưu cọp ổ đo bà mối rồi hai xâm nít cùng đất DCI-P3 nâng SRGB mà rồi phía rồi chia ảnh cọng đọc bít nâng miên HDR 10 Plus phòng đài bà tu tứ mơ video mơ rướng cư việc bằng hành phố bàn đất mọt cho bà lộ mẹn tên lửa bướn ô tơ ô mốt của smooth rồi lộ đài để dưỡng ai rơi dô để fresh red 2 overload mà rồi mà phải hợp cho cổ bán rơi dô ô tô select overload slap pi mà rồi mà phải hợp một học sập hợp cổ bán ảnh cọng nít của miên cọng capi đào Asahi Dragon Tail Star 2 Glass đây sẽ điện tên nâng Corolla Glass đây nâng miết bằng cóp fingerprint crown bởi crown để scan đo sao ban lươn xong rạp speaker với miên tay mực crop bằng nô riêng stơ trong chủng nội như bằng tên tạm bất mực crop với bằng trên xử lý ban ngôn của đối cua xong hơi tay xong rạp cư được sắp bằng loại đo pram rồi được lá chiến cua tay bằng vệ speaker pi crop cụ viết chui áo xử lý đánh ban pin trọng chia lo chiên Oppo Reno 10 Pro miền RAM 12GB, storage 256GB, miền tại mũi chụp rơi Nippon. Mình ai thay memory kháng khai bàn tì. Bộ bệ chip Snapdragon 5G, tổng hôn 6 nanomet. Chia chip lùm đắp cản đáo để miền cùng lãng khăn lưu ca pra cam vị thi tu tới nâng lên ghé ban smooth lộ. Chip này với chân dù đại hội, tại vì nơi tại khăn trong chân em Pipon mà phải bây này. Vẫn tụ bị Antutu với tiên ban 24 mơn chiêng. Trong game Call of Duty, PUBG cứ lên ban mà chân anh. Cũng đã có mình lắng đa khăn bị lên dù đại. Hồi Oppo của ban thua cài Apple Watch từ lưu và chai vị trí System Level. Đây nâng thua ai mà xin một cái đường này ra xa sự thay đổi hiếp nơi tại đa lướn rồi luôn lỗ đo từ Pi chân em. Chân dương mình bạch bảo đảm tha prao dư tới mà xin viên chạp đám sử dụng nụ tì. Việc đa đào Android đọc bầy cho mỗi nâng Color OS đọc bầy chọc mũi. Hồi Reno 10 Pro này có nâng tổ tu ban cổng này update Android version ban bầy chùm nôn. Nâng Security Update ban 4 chân em. Camera cứ chia trong nơi cô thông mũi đã Oppo bắt đầu sống khánh dù chất tục đặc bút nơi lơ Reno 10 Pro này. Chịp xét cứ tới lưu ca thông portrait tay mà đồn. Vì miền bầy cổm. Lên đám 20MP, pra sensor Sony IMX8790 miền OIS. Lên telephoto 32MP, pra sensor IMX7209, optical zoom ban picon, nâng lên ultrawide 8MP. Rút hiếp để thốt tranh bị lên đám cứ chụp 3 mắt sổ lộ mềm tên, ai bó xa ad bài thông chiết. Việc pra pixel biến nính, plet rút nâng nông tùm hôm đọc pi cho 8MP, cả thốt bê giúp, này một vía có một bát nôi ban bỏ xa. Nâng mình tin bởi lưu ập lưu chủ rô PT, sạch dì thế có mắt sổ lộ đây. Xâm rạp lên telephoto xuống picon, vía plet rút hiếp tranh móc, ai bó đôi nơi lơ lên đám đây. Nơi lơ menu camera vì miên chủng đời hơi dương thọt 5 con mùi tiệt. Tại cả thọt 5 con này cứ việc cọp tranh bị lên đồng tổng hôm 20MP. Đại thua ở rút xuống 5 con, miên con hợp hiếp cho bà lộ. Lên telephoto viết của miên này một xâm rạp thọt bị dục đáy. Hồi viết bất chỉ thua bàn lộ từ lưu cam bằng bắt nối nâng rẽ xa sạch rút hiếp ở nơi tại đợt mọt cho bà. Tại bà thọt xuống 5 con, dương nâng khơi rút hiếp viết chạp đang thật lệ con hợp hiếp, khơi xa ra. Rồi dạy lên à tra vai viết ai thọt bàn phát tây tù lý mà rồi đọc bì đưa cái đấy. Vì cho bà lỗ từ tui do bán, tài sử tư lưu phiếp mọt trong kem rút hiếp bẩn tịch. Bà thọt bê giúp vì khơi phí xa đó nâng bằng bắt xa nam ốc bàn lỗ hồi. Tài sạch rút hiếp đứng xa ra chiên lên đám nâng lên telephoto. Cho một ca thọt portrait tôi chia chủng đất lịch lỗ rồi bỏ tui xa mì. Việc thọt tranh bị lên telephoto xuống bị cùn. Cắt bởi bàn đại sản kháng, mình thay thọt lưu và thốt rưu mình ưu tì. Việc ai bó nữa để thơm mất sổ lộ mẹ tên. Xong bây trong bản lọc đáy nhóm tội mũi của việc sống có đăng đầy. Xong bây mình ưu có khuyên xô bài bởi dũ thị. Xong rạp nẹ cho chất thọ rụp portrait, hào trong bàn rụp để thọt tranh mốc khuyên sản sản. Nhóm cất thay Oppo Reno 10 Pro này, bởi hai trời chất nẹ hời. Vì ọt miên mục nghiêng macro tế, hào xong rạp ca thọt video
cứ vì ai thọt bán đón 4K 30 frame tiền lên đám nâng lên telephoto. Xâm rạp lên Atra Vy, vì thọt bán trâm Full HD bằng nó. Tại vì mình miên propon tụp lùm nâng tê, tòa tay tùm lẹ một Full HD, tự vì đã xa lùm nâng bán lo chiên. Nhiều giấy bị camera selfie khẳng mốc viết của em đấy vì miền tổng hôm 32MP. Hai đôi dương đơn xa làm chẳng thà tôi được xa Oppo cứ chùm đến phần selfie. Đói lúc thọt chanh mốc cứ với Oppo nâng skin tone mọt cho bác lưu xa. Vì xa xa rạp đôi mình bắt ở dương ở đích bằng thêm tê. Cả thọt portrait của viết thuốc bàn lỗ khẳng mình chanh lên khẳng trao vào màn đấy. Khuyên post tay mở đồn. Vì miền chùm rơi thọt xôn cho tổng 7 cun, 10 cun nâng pi cun. Tại xong rạp video về thọt bán trâm phùi chữ đi 30 frame bằng nô. Vì chúc bác từ tui do bán hơi, tại mình sơ chỉ tốt lùm nâng bán lõ khăn tì. Từ lưu tổng hôm thamó vì miên tổng hôm buôn bọn bà mối rôi mi liền bé. Tại em kapra rồi bọc nhóm cứ khi nhóm lên gặp cho ra anh cô xóm. Mưa rương tam Netflix mùa rương nâng can đá thô rụp lên khá là. Rồi dạ bê bà mối mau mà phải bây nể tì lời cái răng chọc. Vì sao thamó mà phải bây phía rôi tiệt. Ai tha can khăn hỏi chủ mối mốc nghe bé thử lý Hell Engine. Để chú ý thua ai ở dù chủ vật thamó vía bà bàn dù đo tổ buôn chân em. Nâng miên là bướng xạ lướn đo 80W. Chùm nái bê tay cả lạc mau bà nó xùm rạp ca xạ mùi bính. Đông xạ 80W của miên đạm ai nâng không bà ốc xạ rạp đây. Tại vì miên mục nghe vài lại chai tì. Xùm rạp đồng lái luôn pram rồi hốc xập rạm buôn đồ lé. Nhưng kết hai với đường khu buôn bản tích bà bệnh cho mỗi nâng cụ bà chênh. Dù bó là nhóm ai tinh trâm Reno 10 5G của bạn đấy. Thu thay lại chương một đai pro ní chất pi rồi đồ lè. Tại miên xảy ra thấp hiếp mình chanh khi nê cho ra anh tì. Tiếng rụp riêng nâng ngày cắn cứ đôi khi nê sân tiếng sổ rộng. Cơ đoàn tại thay Reno 10 Pro ní với bao chip khăn chiến. Rèm thông chiến. Camera lên đang viết thô rụp bàn riêng tỏa sao chiến. Nâng miên là bướn xa lươn chiến. Chẳng bao chồng đất để khăn chiến ní. Xong khăn xảy ra nè. Ai bị chai nả lưu viết bàn. Lúc nê ai rô tình Oppo Reno 10 Pro ní bàn nâng hàng ní ké. Chủ mỗi nâng can thể nế trâm trời phong đài. Ở quân xảy ra cả tu sản ra robot nè tỏa khí. Chạm chụp khí nâng video. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.